Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình bình luận sẽ luôn có hai video và ra mắt cách nhau khoảng một tiếng. Đây là video chương trình bình luận 2 của hôm nay, ngày thứ ba, 2 Tây tháng 1 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay với nhan đề: đừng để các thẩm phán quyết định kết quả bầu cử thay cho lá phiếu. Kính thưa quý vị, hôm nay là những ngày đầu năm 2024, thì tôi chỉ muốn dùng hai từ có thể mà không dám dùng hai từ chắc chắn để nói rằng những người Mỹ bình thường có thể sẽ có cơ hội bỏ phiếu lần cuối cùng trong một cuộc tái đấu có thể xảy ra giữa Joe Biden và Donald Trump vào ngày 5 Tây tháng 11. Nhưng đó không phải là những lá phiếu quyết định cho một người được thắng cử. Bởi vì trên thực tế có một tầng lớp người Mỹ đặc biệt, đó là các thẩm phán. Họ đã, đang và sẽ bỏ phiếu theo những cách riêng của họ. Và những phán quyết nay mai ra đời sẽ định hình kết quả của cuộc đua sắp tới. Ngày 19 tháng 12, Tòa án tối cao Colorado đã ra phán quyết với tỷ số 4-3 rằng Donald Trump bị loại khỏi tư cách tranh cử tổng thống dựa trên điều khoản nổi loạn trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp. Qua việc này, nhiều chuyên gia pháp lý, các nhà học giả đã có những quan điểm trái ngược nhau. Kẻ bên người chống và đảng phái không phải là yếu tố, có nghĩa là người của đảng Dân Chủ cũng có thể chống đối và người của đảng Cộng Hòa vẫn có thể ủng hộ. Nhưng mà con số bên và chống nó còn rất rời rạc theo quan điểm đảng phái chứ không dựa vào hiến pháp. Nhưng mà đa số người, chủ yếu là các tổ chức dân quyền, họ cho rằng việc theo đuổi chủ nghĩa tự do pháp lý là một sự sao lãng khỏi việc huy động một liên minh đa số cử tri để chống lại một nhà độc tài tương lai. Trong sự phát hiện trước đó của thẩm phán Sarah Wallace làm cơ sở cho quyết định này, Tòa án tối cao Colorado đã ra phán quyết rằng việc Trump kích động một vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 đã cấu thành một cuộc nổi dậy. Và kết quả là Trump bị cấm xuất hiện trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng Hòa ở Colorado, chứ đừng nói gì đến cuộc bỏ phiếu tổng thống của tiểu bang. Hôm thứ Năm, Tòa án tối cao Michigan đã đưa ra một kết luận ngược lại, từ chối nghe những lập luận loại bỏ Trump khỏi lá phiếu. Kính thưa quý vị, hai quyết định đến từ hai tòa án tối cao của hai tiểu bang với hai tính cách làm việc khác nhau khá rõ ràng. Ở Colorado, họ lắng nghe, tranh luận, tranh cãi và đi đến phán quyết 4-3. Còn ở Michigan, họ bác bỏ, họ không lắng nghe lập luận của bên nguyên đơn. Đây là điểm khác nhau. Vụ án ở Colorado dự kiến sẽ được chuyển lên tòa án tối cao. Nhóm tự do ngôn luận cho mọi người là nhóm đã để đơn kiện ở Michigan cũng lên kế hoạch đưa vụ kiện lên tòa án tối cao. Và cũng trong ngày thứ Năm, Tổng thư ký hành chính tiểu bang Maine tuyên bố rằng Trump không đủ tư cách để có tên trong lá phiếu. Một lần nữa dựa trên cơ sở của mục 3 tu chính án thứ 14. Có cơ sở hợp lý để tin rằng quyết định của Colorado có cả tính logic và luật pháp. Những nỗ lực của Trump nhằm lật đổ kết quả cuộc bầu cử năm 2020 chắc chắn là một cuộc nổi dậy, không sai chạy. Ngay cả khi ai đó muốn hiểu sai về hai từ nổi dậy, mặc dù thực tế là Trump vẫn chưa bị kết án về tội đó trong một vụ án hình sự đang diễn ra. Các nhà phân tích chính trị sắc sảo tại tờ báo Nation, chẳng hạn như Brian Boyle và John Nicol,
họ đã lập luận một cách thuyết phục rằng hành vi của Trump rõ ràng là nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của tu chính án thứ 14. Nhưng mà có sự khác biệt giữa một lập luận hợp lý về mặt pháp lý và một lập luận khôn ngoan về mặt chính trị. Cuối cùng, thì người phân xử ý nghĩa của luật pháp lại chính là các thẩm phán. Các quyết định khác nhau ở Colorado, Maine và Michigan cho thấy sự thiếu đồng thuận về mặt pháp lý có xen lẫn một chút tư duy khác biệt về quan điểm đảng phái. Về mặt chính trị, Michigan có hậu quả lớn hơn nhiều. Đó là vào năm 2020, Joe Biden đã giành chiến thắng vang dội ở Colorado, nhận được hơn 54% phiếu bầu, trong khi Donald Trump chỉ giành được có 42%. Ông Biden cũng giành chiến thắng dứt khoát ở Maine, tỷ lệ 53% so với 44% của Trump. Nhưng mà ngược lại, Michigan là một tiểu bang xoay vòng mà Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016. Và ông Biden chỉ giành được chiến thắng sát nút vào năm 2020 với 50,6% so với 47,8% của Trump. Như vậy, nói một cách khác, ngay cả khi các quyết định của Colorado và Maine được giữ nguyên, không thay đổi, thì chúng có thể sẽ không mang lại lợi ích gì cho ông Biden. Trong khi quyết định của Michigan khiến tiểu bang này trở thành một chiến trường thiết yếu mà các đảng viên đảng Dân Chủ sẽ phải dồn cả trái tim và tâm hồn vào để giành được chiến thắng một lần nữa. Một chuyên gia bầu cử, Eli Misto, một người theo dõi sát sao các hoạt động của tòa án, tỏ ra lạc quan, cho rằng quyết định của tòa án tối cao của Colorado có thể vẫn được tồn tại sau khi được tòa án tối cao xem xét. Vì đối với những người bảo thủ trên tòa án tối cao như là John Roberts hoặc là Neil Gorsuch và những người thường có lập trường nguyên tắc chấp nhận thực tế rằng việc giữ nguyên quyết định của Colorado chính là sự phù hợp với cam kết thường xuyên được nêu rõ của họ đối với chủ nghĩa văn bản và quyền của các tiểu bang. Kính thưa quý khán thính giả, phân tích của Eli Misto đặt ra câu hỏi liệu thất bại tại tòa án tối cao giờ đây nó có giá trị hơn là chiến thắng hay không? Bởi vì xét cho cùng thì việc khẳng định các học thuyết phản động như chủ nghĩa văn bản và quyền của các tiểu bang khó có thể được những người theo chủ nghĩa tự do hoặc cánh tả hoan nghênh. Nếu mà lợi ích duy nhất là mang lại cho Biden một chiến thắng chắc chắn ở một tiểu bang mà ông ấy đang trên đà giành chiến thắng. Bởi vì những người họ thà để những kẻ phản động tại tòa án tối cao lên tiếng chỉ trích họ là những kẻ đạo đức giả còn hơn là để ông Biden giành chiến thắng một cách dễ dàng như vậy. Học thuyết về quyền của các tiểu bang thường được những kẻ phản động sử dụng tại tòa án tối cao để hạn chế các quyền dân sự bao gồm cả quyền bầu cử của người Mỹ gốc Phi. Người Mỹ nhiều thành phần khác nhau, liệu có dễ dàng chấp nhận những kẻ phản động trong tòa án tối cao đồng ý với học thuyết quyền của các tiểu bang để đàn áp quyền bầu cử nhưng mà lại bác bỏ học thuyết quyền bầu cử của các tiểu bang để bảo vệ giáo chủ của đảng MAGA Trump hay không? Chắc chắn là không, thưa quý vị. Nếu đã tôn trọng học thuyết quyền của các tiểu bang thì bất cứ vấn đề nào nó cũng có giá trị như nhau. Nhưng mà đối với những người muốn bảo vệ nền dân chủ Mỹ, họ sẽ vướng vào một nút thắt khó gỡ mới. Đó là liệu chúng ta có khôn ngoan hay không khi mà vô tình đồng ý và khẳng định quyền của các tiểu bang với tất cả những thiệt hại lâu dài có thể xảy ra trong tương lai hay không? Giáo sư luật Samuel Moy của Đại học Yale thường xuyên chỉ trích những người theo chủ nghĩa tự do đã cố gắng để luật pháp thực hiện công việc và quyết định các cuộc bầu cử thay cho chính trị.
trong mỗi trường hợp. Ông cho rằng việc tập trung vào biện pháp khắc phục tu chính án thứ 14 là sai lầm. Một nỗ lực giành được chiến thắng trong một trận chiến với các thẩm phán phản động trong tòa án tối cao sẽ làm suy yếu mục đích lớn hơn của việc chống chủ nghĩa Trump bằng lá phiếu của cử tri. Phán quyết này có thể tạo ra một phiên bản mới nguy hiểm khi mà nó biến một cuộc trưng cầu dân ý quốc gia về tương lai của đất nước thành một cảnh tượng phân xử người chiến thắng trong một cuộc tranh cử của tòa án với các thẩm phán phản động trong tòa án tối cao quốc gia, mà họ sẽ không phải chịu trách nhiệm như là vụ ông Bush kiện ông Gore năm 2000. Một phán quyết như vậy, nó sẽ đặt nền dân chủ vào tình thế rủi ro lớn hơn, bị phụ thuộc nhiều hơn vào các thẩm phán phản động trong tòa án tối cao. Và trong trường hợp này, những lá phiếu của cử tri sẽ hầu như không còn giá trị về mặt pháp lý, chỉ trên hình thức mà thôi. Lập luận của giáo sư Samuel Moy không chỉ dựa trên các vấn đề về kết quả pháp lý có thể xảy ra, mà còn dựa trên các nguồn gốc cơ bản của mối nguy hiểm độc tài của Donald Trump và sự phản đối dân chủ ngày càng lớn hơn của đảng Cộng Hòa. Những điều này nó đã thể hiện rõ cả trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump và nỗ lực đảo chính năm 2021. Nó không phải là mối đe dọa dân túy được ủng hộ bởi một phong trào MAGA. Bởi vì Donald Trump chưa bao giờ thực sự giành được số phiếu phổ thông lớn ủng hộ ông ta, mà ông ta chỉ thu phục được các nhóm nhỏ dân túy cực đoan muốn phá hủy nền dân chủ Mỹ. Hay nói đúng hơn, chính cử tri đoàn đã đưa Donald Trump trở thành tổng thống năm 2016, không phải người dân Mỹ. Chính Thượng viện do các thượng nghị sĩ đã bán linh hồn cho Trump trong nỗi sợ hãi đã ngăn cản hai cuộc luận tội hợp pháp của Donald Trump. Việc đặt để các thẩm phán trong các tòa án liên bang và tòa án tối cao trở thành những người không được bầu cử, đó là di sản chính trị độc hại của chủ nghĩa Trump và là di sản bảo đảm rằng cái bóng đen của ông ta sẽ chi phối hầu hết các chính sách của chính phủ trong nhiều thập niên tới, chứ không phải là vài năm đâu quý vị. Vì nhiều vấn đề như là vấn đề phá thai, quyền bầu cử, quyền lực to lớn của các tòa án, bởi những người không được bầu cử là nền tảng mạnh nhất của quyền lực đảng Cộng Hòa và là lợi thế thực sự khiến cho những người theo chủ nghĩa Trump có thể lấy đi nền dân chủ của những người Mỹ khác. Trong mùa bầu cử năm 2020, bất chấp bạo lực đường phố bùng phát, hầu hết cử tri đều có các cuộc biểu tình chống lại sự tàn bạo của cảnh sát, là những hoạt động chính trị ôn hòa, hợp pháp, bác bỏ nỗ lực bôi nhọ họ bằng những lời lẽ đe dọa của Trump. Và trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, nhiều người phản đối lời đe dọa về làn sóng đỏ của đảng Cộng Hòa và nỗi lo sợ về sự an nguy của nền dân chủ chính là những động lực chính đối với cử tri. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, người Mỹ yêu nền dân chủ, tự do, không thể buông xuôi tay để chấp nhận định mệnh khắc nghiệt mà Trump và đảng Cộng Hòa muốn áp đặt lên cuộc đời của họ và của các thế hệ con cháu. Với thực tế khó chịu này, các phong trào chống Trump phải liên kết lại xung quanh vấn đề dân chủ, vận động cử tri xuống đường lên tiếng, hãy nói thật to những âm mưu thâm độc của Trump và đồng đảng cho những người Mỹ khác được biết. Hãy bỏ qua những cuộc chiến vô ích với tu chính án thứ 14. Người Mỹ cần biết rằng không có tiểu bang Colorado và Maine thì Trump vẫn có thể giành chiến thắng. Việc tập hợp cử tri, thúc đẩy họ đi bỏ phiếu thật đông cho người xứng đáng, để gìn giữ nền dân chủ, để loại bỏ kẻ độc tài. Những công việc này nó quan trọng hơn nhiều
so với việc đánh mất thời gian để thưa kiện, để tranh đấu với tu chính án thứ 14. Hãy để sức mạnh của lá phiếu, của cử tri, quyết định vận mệnh của nền dân chủ, thay vì trao quyền quyết định đó vào tay các thẩm phán phản động trong tòa án tối cao. Và một bài bình luận ngắn, vui, tích cực, kính thưa quý vị, đem đến cho chúng ta một niềm vui mới trong những ngày đầu năm, với bài bình luận nhan đề là cây đắng sinh trái ngọt. Kính thưa quý vị, Claudia Conway, con gái của cựu cố vấn của Trump, Kellyanne Conway, hôm thứ Bảy cô ta đã ăn mừng việc hai tiểu bang Colorado và Maine đã loại tên của Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu năm 2024. Donald Trump, người dẫn đầu cho cuộc đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024, đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý tìm cách loại ông ta khỏi cuộc bỏ phiếu ở một số tiểu bang. Trong đó có hai tiểu bang đã cấm tên ông ta khỏi các cuộc bầu cử sơ bộ. Các vụ kiện lập luận rằng Trump không đủ điều kiện để tranh cử theo mục 3 của tu chính án thứ 14, cấm các quan chức đã tuyên thệ với Hiến pháp Hoa Kỳ giữ chức vụ nếu họ tham gia vào cuộc nổi dậy. Hôm thứ Năm tuần rồi, tiểu bang Maine đã trở thành tiểu bang thứ hai loại bỏ tên Trump khỏi cuộc bỏ phiếu năm 2024, ngăn cản ông ta tham gia cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3. Và hồi đầu tháng thì tòa án tối cao Colorado đã ra phán quyết rằng Trump nên bị cấm tham gia cuộc bỏ phiếu của tiểu bang vì bị cáo buộc có vai trò trong vụ bạo loạn tại điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trump đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang liên quan đến các hành động bị cáo buộc của ông ta đã dẫn đến vụ bạo loạn trên đồi Capitol. Nhưng mà Donald Trump thì vẫn như vậy. Qua bao nhiêu vụ án thì vẫn cứ than vãn: tôi vô tội, tôi không biết gì cả, tôi không làm gì cả, tôi không tham gia vào một cuộc nổi dậy. Đây là một cuộc săn phù thủy, đây là cản trở bầu cử. Lời ta thán đến từ Trump, nó cũng chẳng có gì lạ đâu quý vị. Bởi vì chẳng có tên trộm, tên cướp nào nhận tội liền trước cảnh sát hay là quan tòa. Ai cũng nói tôi bị oan, chỉ cho đến khi bị đưa ra xét xử với những bằng chứng không thể chối cãi thì chừng đó mới chịu cúi đầu nhận tội. Nhưng mà với Trump thì khác. Tôi tin chắc chắn là khác. Bởi vì Trump sẽ quyết đấu đến cùng, không thừa nhận tội lỗi và còn chửi lại các công tố viên, bồi thẩm đoàn, thẩm phán như ông ta đã từng hành xử giống như vậy trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự tại New York của thẩm phán Engoro. Trong một bài đăng trên X, tức là trước đây là Twitter, vào thứ Bảy, Claudia Conway đã viết về sự ngưỡng mộ, yêu thích của cô đối với hai phán quyết, quyết định của hai tiểu bang Colorado và Maine. Claudia Conway là con gái 19 tuổi của Kellyanne Conway, là người quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống thành công năm 2016 của Donald Trump, sau này trở thành cố vấn cấp cao trong tòa Bạch Ốc của Trump. Tuy nhiên, cô con gái Claudia Conway nổi lên vào năm 2020 với tư cách là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và nhiệm kỳ tổng thống tệ hại của ông ta, bất chấp quan điểm của mẹ cô là người đang làm việc cho Donald Trump. Cô gái trẻ này vẫn mạnh mẽ phản đối Donald Trump và nhiều quan chức chính trị gia bảo thủ đảng Cộng hòa. Đây không phải là lần đầu tiên cô gái trẻ Claudia Conway lên tiếng chống lại Trump. Vào tháng 3, cô thừa nhận là cô rất mong chờ khả năng Donald Trump bị truy tố và ở tù. Claudia Conway là đồng minh, đồng chí hướng với cha của cô, là luật sư George Conway, là người đồng sáng lập của nhóm Lincoln Project chống Trump và muốn gìn giữ một đảng Cộng hòa truyền thống bảo thủ đúng nghĩa. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, không phải tất cả những đảng viên Cộng hòa đều theo MAGA hay là sùng bái Trump, bất chấp, thiếu suy nghĩ.
nhưng mà rất tiếc là con số này nó vẫn còn rất ít. Hầu hết những người trong đảng Cộng Hòa, mà tôi thường gọi là đảng MAGA Trump, đều thần phục Trump vì nhiều lý do khác nhau. Sợ hãi, lo cho vị trí chính trị, công việc và sự an toàn cho bản thân và gia đình. Donald Trump đã thành công trong việc thu phục và kiểm soát được những người họ bằng sự đàn áp và gieo rắc sự sợ hãi. Chỉ có một số ít người can đảm xem nhẹ lợi ích chính trị và đánh cược với an toàn của bản thân và gia đình như bà Liz Cheney, Adam Kinzinger, Chris Christie, George Conway, Mitt Romney, Chris Sununu, Kim Raynor. Nhưng mà vẫn còn quá ít. Khi mà người Mỹ cần nhiều hơn nữa những con người có nhận thức đúng đắn và quan điểm chính trị bảo thủ cần có để góp phần vào việc gìn giữ nền dân chủ nước nhà. Claudia Conway, một cô gái trẻ rất đáng khen ngợi, trong phong trào của những phụ nữ đòi quyền tự kiểm soát mọi quyết định cho cơ thể của nữ giới. Cô ta chính xác nên được gọi là một trái ngọt được sinh ra từ một cây đắng. Khi mà so sánh với người mẹ Kellyanne Conway, là người đã chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả khắp nơi. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc bình an. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.